Tôi tên là Nguyễn Đức Thoại, năm nay là 55, 65 tuổi rồi. Thế cách đây là 3 năm ấy là tôi có đi làm ở trong nhà máy, thì có bánh mì, thế là cứ mua cái mứt nhừ quẹt vào bánh mì ăn. Thế sau thì đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là bị lượng đường trong máu cao và cho thuốc uống. Thế thì tôi chỉ uống thuốc, uống hết một hộp thuốc bác sĩ cho là tôi bỏ, tôi không có uống nữa. Thế năm vừa rồi là tôi có đi khám, tôi chuyển bác sĩ khám thì coi bác sĩ lại cho là nói là cái lượng đường trong máu cao, bị tiểu đường. Đấy, chính thức là khẳng định là bị tiểu đường. Thế thì bác sĩ cho cái đơn thuốc uống, thì tôi uống hết một hộp thuốc. Thế đến hộp thuốc thứ hai thì bây giờ nó bắt đầu đang đang uống cái hộp thuốc thứ hai, và kết hợp tôi thấy là anh em nói là uống cái nước vỏ bưởi là nó tốt cho mỡ máu. Thế là tôi uống nước vỏ bưởi nữa. Cho đến bây giờ thì đi khám thì bác sĩ nói là đường ở trong máu ấy là như thế là ổn định, 6 chấm à, như thế là ổn định à. Thế và cái huyết áp thì còn cao à. Thế và cái máu mỡ thì đã hết, nhưng mà bây giờ là bác sĩ là cứ bảo là phải uống thuốc tiếp à. Tức là cái thuốc Vâng, tiểu đường bây giờ vẫn uống, vẫn và vẫn uống, huyết áp và và thuốc máu huyết mỡ áp và thuốc và áp. máu mỡ. Máu mỡ thì bác sĩ nói là uống để chống đột quỵ. Đấy, uống cái thuốc để chống đột quỵ. Thế rồi không không rõ thế nào thì bây giờ là tất cả coi như là cậy nhờ bác thôi, nên trên này là nhờ bác coi như là chữa trị giúp. Thế bác sĩ cứ nói là bắt đầu là cứ phải bây giờ cứ phải uống thuốc cứ tiểu đường, uống suốt đời uống suốt đời. đấy, xác định được trung thân, coi như là tiểu đường, huyết áp, mỡ máu là cứ uống thôi, chứ cũng không biết là phải uống đến bao nhiêu lâu, mà bây giờ cứ người ta nói là cứ phải uống uống suốt đời. Thế thì coi như chính thức bây giờ là uống là được, từ khi uống tiểu đường, thuốc tiểu đường giờ là được bao nhiêu lâu rồi ạ? Uống tiểu đường như thế là uống hết một hộp rồi. Ta từ 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 bao nhiêu lâu rồi, từ từ bắt đầu uống là từ bao giờ? Uống hết một hộp rồi thì cách đây là khoảng 6 tháng Đợt rồi. trước Đợt trước ấy. thế còn đợt này Đợt này đấy chứ còn gì à, cái còn cái đợt trước rồi, tức từ khi mà người ta nói mình bị tiểu đường là từ cách đây là bao nhiêu lâu, 3 năm hay bao nhiêu? không không phải là 3 năm, bị tức là cách đây khoảng 7 8 tháng thôi, chứ cũng không không tức là em uống bác sĩ cho cái đơn thuốc ấy, là bác sĩ bổ uống. Thế về về mỡ máu thì coi như là uống cả cái vỏ bưởi, thì coi như là bây giờ thì mỡ máu là hết. Thế À, là bác sĩ hết khẳng định như hết mà thế, bây giờ vẫn cứ phải vẫn cứ uống. phải uống. Thế uống 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 không biết là như thế nào, nhưng mà bác thì sĩ khẳng định là vẫn cứ phải uống. không được rồi. Nó hết thì mình thôi chứ mình phải dừng, chứ bây giờ mình uống thuốc rất là tác dụng phụ, rất là nguy hiểm, chứ tại sao phải uống? Mình nếu mà nó không cao thì mình thôi không phải uống nữa, kể cả tiểu đường bây giờ mà mình thấp thì thôi mình uống uống nữa, chứ bây giờ Tiểu đường thì bác sĩ bảo là về mức độ ổn định, tức là 6 6 phẩy tức là bởi vì là mình vẫn uống cho nên vẫn vẫn cứ phải tức uống. là cứ uống thì nó ổn định như thế. Thế chú của ngọt bây giờ chú có ăn không? Không dám Không ăn, ăn, không không dám dám ăn ăn của à? ngọt nữa. Ok, thế ngoài ba cái thứ là thuốc tiểu đường, thuốc mỡ máu, thuốc huyết áp. Huyết áp sáng đã uống một viên thuốc huyết áp này, thế buổi tối sau khi ăn cơm xong ấy là em uống một viên mỡ máu và một viên 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 tiểu đường. Tức là tiểu đường uống 2 lần, sáng và tối, Không, hay là chỉ buổi tối thôi? huyết áp là buổi 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 sáng, Huyết áp còn buổi sáng, tiểu đường là uống một viên buổi tối. buổi tối. Tiểu đường Và và mỡ mỡ máu. máu. Thế bác sĩ bảo là bây giờ cứ phải uống thôi, theo chỉ định của bác sĩ.
Ok, thế còn bây giờ từ khi mà uống thuốc thì chú thấy cái sức khỏe của mình nó như thế nào so với khi mà chưa phải uống thuốc? Từ khi uống thuốc ấy, thì em kết hợp từ tức là uống cả cái viên omega 3 thế và cái viên thuốc tỏi, một ngày uống 6 viên thuốc tỏi và một viên omega 3 thì cảm thấy bây giờ tức là người nó thoải mái, thoải mái. Yêu còn về cái sức lực, mình cảm thấy cái sức lực của mình Sức lực thì bây giờ trở lại bình thường. Nhưng mà bác sĩ bảo là cứ phải uống thuốc thì cứ phải theo bác sĩ uống thôi. Ok, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là thứ Hôm nay hai, ngày mùng 6 mùng 6 tháng tháng 5 5 nhá, năm 24. 54. Nhờ nhờ bác chữa trị giúp mà không phải được bỏ thuốc nữa thì nó quá quá mỹ miều, quá tốt. Bây giờ là 16 giờ. Thì bác Liên bấm huyệt đấy thì bây giờ là sức khỏe nó có tiến triển, cái lực mình làm việc là nó khỏe hơn trước, khá hơn và tinh thần là thoải mái. Ok, chung là cứ tiến triển như thế này là khả năng là tốt lên. Cái tình hình bây giờ dùng thuốc thế nào đấy, Thuốc thì tiểu hiện đường nay bây giờ, tiểu tiểu đường đường hiện này nay là đã bỏ được từ hôm thứ năm tuần trước cho đến bây giờ, hôm nay là thứ tư, được một tuần. Được một tuần. ngày thứ hai. À, nay thứ hai. Ngày thứ hai, Và thế nay là thứ tức hai. là sau mấy hôm thì bỏ, sau khi làm bắt đầu làm đây thì được mấy hôm thì bỏ bỏ những loại thuốc nào? Thuốc huyết áp thì sau một ngày thì bỏ luôn. Bỏ luôn. Thuốc mỡ máu và thuốc tiểu đường thì ngày thứ năm thì bắt đầu là bỏ. Tức là Thuốc thứ năm, tức là sau 3 ngày, sau sau 3 ngày là bỏ hết cả tất cả các loại luôn, tất cả các loại bỏ luôn. tiểu đường và mỡ máu rồi là huyết Và áp. À, huyết áp thì ngày ngày hôm sau là bỏ rồi, huyết áp. huyết áp là ngày hôm sau bỏ Còn luôn. tiểu đường, mỡ máu rồi là Và đấy thì là sau 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 3 hôm thì bỏ. các chỉ số như thế là bây Mà chỉ giờ số bây giờ thì là vẫn là ok. là ổn, ok, em cảm ơn bác. Đấy. Cái đường là như thí dụ đấy, là trong cái khoảng từ hôm giờ là nó ở trong cái tầm, nó chỉ là bao nhiêu, Được phép từ bao nhiêu đến bao nhiêu? từ 100 cho đến 111, đấy là Cao nhất là ngưỡng phép. 111 Cao nhất là và thấp nhất là 111, bao nhiêu? cao thấp nhất là 100. Đó, thấp đâu, hôm nọ thấp nhất là còn dưới nữa cơ mà. Còn một hôm nữa bác đo 2 hôm, 97. 97 rồi 8 8 mấy nữa, có 8 8 8 8 9 rồi đấy, bảo không, có một hôm dưới 90 cơ. Đúng không? Đấy, thế thì trung bình là cứ khoảng đấy 100, Và trung bình khoảng 100 mà cứ thế thôi. này duy trì được như thế này là tốt. Và Đấy, thế tức là vài thác kìa. I'm thì blood medicament, blood thuốc medicament take the moment. Then the sugar guys medicament treatment thuốc and broke nick mẹ. Ok. Cảm ơn bác. Hôm nay là ngày thứ hai nhỉ? Hôm nay Thứ thứ hai. hai ngày Thứ 13 hai tháng ngày 5 13. năm 2024. 24. Mình có thể chiến đấu tiếp. Xin lỗi quên lúc nãy chưa nói cái tĩnh mạch của tôi ở phần đùi này, thì trước đây ấy là lúc lúc chưa bấm huyệt ấy là cái tĩnh mạch cái nhìn nó có những cái vệt đen. Đấy, thế nhưng mà bây giờ đấy là tôi không thấy cái vệt đen mà tất cả nó hồng hào, nó tốt lên, da dẻ nó sáng lên tốt. Cái chân này thì coi như là máu huyết nó lưu thông coi như mà nó dồn xuống như thế là sau khi bấm huyệt coi nó rất là tốt. Hồng hào Và da dẻ da hồng hào dễ chịu.
mặt bây giờ nó săn lại nữa, nó săn vâng. Nó hồng, nó săn chứ nó không phịnh phịnh nước phù hồ như cái hôm đầu. Vâng. Hôm đầu nó phụ phịu cái mặt nó đứng nước đấy. Dạ. Đấy thì vì thận mình nó yếu, thận gan mình nó yếu thành nó cần tích lũy vâng. Nước. Ok. À. Đây là hôm nay là ngày thứ bảy. Hôm nay là thứ bảy ngày mùng 1 tháng 6 năm 2024. Ừ. Sau 4 tuần, 4 tuần. Tuần. Ừ. Anh Liên làm cho em ấy thì hiện nay ấy là cái chân ấy là nó không có lạnh nữa. Chân nó ấm lên. Thế và cái lưu thông máu huyết thì nó tốt lên, và đêm thì không phải đi tiểu đêm nữa. Trước đây là cứ phải một lần dậy đi tiểu đêm. Thì ăn uống ấy thì bây giờ ăn thì cảm thấy ngon miệng, và cái cảm giác đói nó có cái cảm giác đói. Ăn đồ trước là không vâng. Không có cảm giác, không có cảm giác ngon miệng, và mắt ấy thì bây giờ nó sáng ra. Đấy. Nói chung là cái sức khỏe nó tốt lên. Cái lực của mình thấy như thế nào? Cái lực của mình bây giờ làm thấy cảm thấy không có ngại mà khỏe. Ừ. Cả về bây giờ về như là đàn ông đấy, về như vâng. Thế nào cái chức năng đàn ông có thể giúp khác về sinh lý thì nó tốt lên, khỏe ra. À. Ok. Thế bây giờ cơ bản nhất bây giờ về cái thuốc. Cái thuốc giờ, ấy thì giờ, sau coi như là thuốc huyết áp và cái thuốc mỡ máu thì sau một ngày tôi bỏ ngay. Thế còn thì cái thuốc mà thuốc tiểu đường thì sau 3 ngày thì bỏ. Thế mà cho đến bây giờ thì vẫn cứ duy trì ở cái mức độ huyết áp là bình thường. Thì như thế là qua cái thời gian coi 4 tuần vừa rồi ấy, là tôi thấy sức khỏe có tốt lên. Mặc dù là không uống thuốc, bỏ thuốc. Vâng. Bỏ thuốc. Okay, bây giờ cái chỉ số đường bây giờ thường xuyên là bây giờ là bao nhiêu? Đấy. Chỉ số đường thì bây giờ ấy là thường xuyên thì tầm cỡ khoảng là 110 cho đến từ 103 đến 113 trong cái khoảng đó. Như hôm nay này, ví dụ hôm nay. Như hôm nay ấy là trước khi coi như nó bấm ấy là chỉ số đường của nó là 103. Thế nhưng mà sau khi coi như là bấm xong thì được, tức là nó xuống được 9 số. 9 đơn vị. Thì tức là 9 đơn vị thì nó xuống còn được 94. Ok. Nói chung là đường là cứ cái trong cái phạm vi là từ trừ 90 đến 110. Vâng. Trong khoảng. Dạ. Có những hôm nó còn xuống dưới 90. Vâng. Thế cao nhất là nó mới lên, thì có hôm nào lên nó mới có 122 đúng không? Vâng. Có một hôm còn hầu như là chỉ 110 mấy, 12, 13, 14. Vâng. Trước lúc làm nó chỉ thế. Dạ. Ok, thế chú thấy phải phấn khởi không? Cái thuốc bây giờ không phải lo, bác sĩ lúc nào cũng dọa phải uống cả đời. Vâng. Đấy, tình hình như bây giờ. Mà trong đó mình nghỉ có hôm mình cái đợt lễ mình nghỉ 4 ngày đúng không? Dạ, vâng. Đấy, thế thì cuối tuần nghỉ, thế giờ lại 4 ngày lễ nghỉ. Đấy, tuy là một tháng rồi đấy, nhưng mà thực ra là nghỉ cũng nhiều đấy chứ không phải. Vâng. Đúng không? Thế mình vâng. Mình thực ra mình cũng nghỉ đến chục ngày chứ không phải ít. Vâng. Ngày lễ rồi ngày cuối tuần thì cũng phải ra đến 7-8 như ngày. Vâng. Đúng không? Dạ. Mà vậy chỉ số đó vẫn thế, nó không có thay đổi. Vâng. Không có cao đúng không? Dạ. Ok, thế mình cứ tiếp tục để xem tình hình nó thế nào thời gian tới đúng không? Vâng, cảm ơn bác. Dạ. Ừ, ok. Tôi là Nguyễn Đức Thoại. Sinh năm 59, năm nay là 65 tuổi, sống ở Trai Ai.
Tôi bị cái bệnh tiểu đường này là cách đây là 9 tháng rồi. Và đến bác sĩ thì bác sĩ chỉ định là phải uống thuốc. Thì tôi có quen biết với lại bác Liên là người quay trực tiếp bấm huyệt cho tôi. Thì theo như bác Liên nói là To bấm kích hoạt các cơ quan nội tạng lên thì cái cơ thể con người nó hoạt động nó tốt lên thì bệnh tình nó sẽ đẩy lùi được bệnh tình. Thì qua quá trình ấy, bác Liên làm ấy cho tôi thì tôi thấy hiện nay ấy là sau khi làm được một ngày tôi bị bệnh cái tiểu đường này thì coi như là cách đây 9 tháng rồi. Thế và bác sĩ đã chỉ định là uống thuốc thì chúng tôi đã uống thuốc được 4 tháng nay. Thế và Ngoài ra còn bệnh gì nữa? bệnh tiểu đường, bệnh mỡ máu và huyết áp cao Tức là có phải uống thuốc hay không? vẫn phải uống, Tức là phải uống đấy, thuốc tức là phải cả uống. ba cả cả ba loại thuốc. Thế sau khi bấm huyệt thì được được một ngày thì tôi bỏ thuốc thuốc máu mỡ và thuốc huyết áp. Thế sau 2 ngày thì ba Ba ngày. ngày thì tôi bỏ bỏ luôn cả cái thuốc tiểu đường. Và cho đến bây giờ, thế là từ hôm mà Thì làm đã từ thất hôm đâu? làm cho đến bây giờ thì tôi đã bỏ được thuốc, nhưng mà tức là sau cái trong cái quá trình làm thì hiện nay là tôi thấy coi như là người nó khỏe ra, các cơ quan nội tạng hoạt động coi như nó tốt lên. Thế cụ thể ví dụ như là Tiêu hóa đi này. cái tiêu hóa thì tôi cảm thấy là mức độ đói. Sau khi làm thì tôi cảm thấy mức độ đói và ăn nó ngon miệng hơn. Trước đây thì ăn không ngon miệng mà không có cảm giác đói. Thế bây giờ thì coi như là sau khi làm ấy thì bây giờ tôi cảm giác thấy đói và ăn thấy ngon miệng hơn. Nhưng mà chú thấy là làm từ hôm nào, bắt đầu làm từ hôm nào nhỉ? Bắt đầu là từ làm từ hôm ngày mùng 4 tháng 5. Mùng 4 tháng 5. Vâng. Mà bây giờ là ngày Hôm mùng nay 7 là ngày mùng 7 tháng tháng 6. 6. Thế là được 34 ngày. Vâng. Với tháng này 31 là 34 ngày. Mà Vâng. như vậy là làm chính xác là làm được 20 mấy ngày nhỉ? 20 34 25 ngày. ngày Vâng. đúng không? Làm Dạ. thứ hai. Vâng. Còn đâu mình nghỉ chủ nhật mới nghỉ ngày lễ mấy ngày đấy thì đấy. Thì là 34 ngày nhưng mà thực ra làm là 25 ngày. Vâng. Thế bây giờ bỏ thuốc được là như thế là thì coi là bỏ thuốc được một tháng, gọi là một Vâng. tháng Dạ. hơn một 31 ngày, 32 ngày thì đấy, phải Vâng, vấn đề bài tiết đấy thì bây giờ nó có tốt lên. không? Tốt lên là ví dụ như là trước đây ấy là tôi vẫn cứ phải dậy đi tiểu đêm. Thế nhưng bây giờ ấy là không phải đi tiểu đêm nữa và ngủ một mạch. Thì đó là Cái cái da rẻ của bài mình tốt. nó cũng thuộc về bài tiết. Bây giờ Bài cái tiết da rẻ da như rẻ thì nó sáng da và nó tốt lên, da rẻ trông hồng hào. khô hay là ướt? Trước kia Da là trước kia trước chú trước nói đây là là khô, bây giờ nó ẩm, nó tốt lên, da dẻ hồng hào. Thế rồi là sức Thế lực sức lực thì nó tốt lên, nó khỏe đã. ra. Các cơ cơ bắp thì khi trước đây thì làm thì nó cảm giác thấy ngại, nhưng bây giờ làm thì thoải mái, nó mạnh mẽ hơn và nó khỏe ra. Đấy là vấn đề Về bài tiết. cái Về chuyện đàn phân nhé, ông phân phân thì trước đây là cái phân đi ngoài thì nó tối và nó không có nó nhiệt, tức là đóng cục. Nhưng mà sau khi làm thì bây giờ tức là vấn đề phân của nó là màu vàng, thế và nó phân lỏng hơn, đi ngoài nó tốt hơn. Đấy, như thế là Thế bây giờ cái vấn ví dụ như là đấy mình thấy khỏe, bây giờ cái gan của mình thì mình thấy thế nào, gan thận thì mình thấy cái thận là khỏe là như thế rồi, mình có thấy là về cái đàn ông của mình nó thế về tâm sinh lý đàn ông thì nó mạnh lên, tốt nào? lên và nó khỏe ra. Thì Rõ đó là rệt đó là rõ rệt đấy. đấy. Ừ. Vâng, Thế còn nói nó về tốt lên. cái gan gan thì nó bộc lộ ra mắt rất là nhiều, thế thầy con Vâng. nó có khác không?
gan về bộc lộ ra mắt thì bây giờ tôi cảm giác thấy tức là mắt nhìn nó tinh tường hơn, nó tinh hơn trước. Cả về cái tiêu hóa đấy, từ gan nó cũng hỗ trợ cho tiêu hóa rất nhiều. Vâng. Rồi là cái cơ bắp của mình nó cũng mềm mại, nó không vâng. co cứng, vâng. Dạ. Cái hơi thở bây giờ thế nào? Hơi thở thì bây giờ là thở nó sâu hơn. Trước đây thở là nó không được tốt, nhưng bây giờ hơi thở nó sâu, nó tốt lên, khí lực nó tốt lên. Thì đó là cái vấn đề cơ bản như thế. Thế còn cái bàn chân cái như thế nào, chú trước chú nói là cái bàn chân của chú như nào? Về phía bàn chân ấy thì trước đây ấy là tôi bị cái bệnh tức là đổ mồ hôi chân, thế nhưng bây giờ thì cái đổ mồ hôi chân thì nó đỡ đi và da rẻ bàn chân thì nó hồng hào lên. Thế và trước đây là bàn chân bị lạnh, nhưng mà bây giờ tức là nó ấm lên rồi, nó ấm lên chứ nó không lạnh như trước. Thế và da rẻ bàn chân thì nó hồng hào lên, tốt lên. Thì như vậy là coi như là về mồ hôi chân ấy thì nó chưa hết được, nhưng mà tôi tin rằng mà sau quá trình luyện tập thì chắc là nó sẽ hết. Vâng. Cái chính là bây giờ đấy mình thấy là cái tổng thể là nó thay đổi, là rất là nhiều thứ thay đổi là một. Cái thứ hai là cái cơ bản nhất bây giờ là mình không dùng thuốc nữa. Kể cả trong cái quá trình là làm một 34 ngày qua thì mình cũng đã có hôm mình nghỉ 4 ngày liền, nghỉ lễ đúng không, cũng không làm. Nhưng mà cái chính là cái chúng tôi nói qua về cái chỉ số của tiểu đường rồi là huyết áp xem là như thế nào. Từ hôm giờ làm nó giữ ở cái mức độ nào, ở bao nhiêu. Ví dụ như là tiểu đường thì bây giờ cái chỉ số mình hàng ngày mình thường làm đấy là bây giờ nó ở cái mức nào? Chỉ số tiểu đường ấy thì thường nhé, thế duy trì ở mức độ tầm cỡ khoảng 95 đến 110. Đôi khi nhỉ, có một vài ngày nó chỉ số đường nó cao lên, cao hẳn lên, và cũng có một vài ngày nó tụt hẳn xuống. Cao hơn là bao nhiêu? Cao hơn ví dụ như là 123 chẳng hạn. Có một hôm đúng không? Có một hôm thôi. Thế và nó thấp nên có thể là nó là 82. Hôm qua là 80. Vâng, đấy 80. Thì có những ngày thì nó cao hẳn lên, là cũng có ngày nó, nhưng mà ít khi nó như thế, nhưng mà bình quân tầm cỡ khoảng coi như là 95 đến 110. Đấy, bình quân được. Ok. Bây giờ đấy thì cứ tạm thời là ngày mai là mình nghỉ đã, nghỉ độ 10 ngày xem. Vâng. Thì hình trong là mình xem nó lại tiếp tục như thế nào. Vâng. Huyết áp thì vấn đề là huyết áp thì vẫn giữ ở mức độ tức là không cao quá, không cao quá dưới 140. Thường nó chỉ có 1-2 ngày là khoảng 143, 145 thôi, chứ còn thì là thường là dưới 140. Như thế là cái chỉ số huyết áp bây giờ không phải uống thuốc nữa, nhưng mà giữ được cái chỉ số huyết áp như thế là ok, là tốt. Hàng ngày là thường là bao nhiêu, bây giờ chú đo hàng ngày đây, và thường là bao nhiêu huyết áp, bây giờ thường trước lúc làm và sau lúc làm là bao nhiêu? Hàng ngày là trước lúc làm ấy là dưới 115, 120. Khoảng 115, 120. Trăm mấy, có trăm linh mấy cũng nhiều đấy. Đấy. Nhưng mà trung bình nó như thế. Sau khi làm thì nó lên được, nó cũng chỉ lên đến 125, và cũng rất là nhiều, hầu như là không được. Vâng. 10-20 hoặc đấy. Có hôm tới 130 mấy cũng có, nhưng mà tức là ít. Chỉ số cao lên đấy là rất là ít, rất là ít, chỉ có một vài ngày thôi chứ không phải lúc nào cũng cao. Cao hẳn lên, ví dụ là trên 140, 143 chẳng hạn, 145 thì cũng có đôi ba ngày. Thế nhưng mà giữ ở cái mức độ chỉ số từ 115 đến 120 là nhiều, là ok. Mức độ huyết áp như thế là giữ được tốt. Ok, hôm nay là thứ 6 rồi nhỉ? Thứ 6 ngày 6 ngày mùng 7 tháng 6 năm 2024. Ok, tạm thời cứ một cái liệu trình như này, mình xem cho tình hình nó như thế nào. Với chú bây giờ về nhà đấy thì những cái mà tập luyện nào anh bảo chú cứ tập, cố gắng mà
phải tập hăng lên một chút. Vâng. Bởi vì bây giờ là mình nghỉ mình không chữa thì mình phải tập mà vâng. Tập cho nó tăng lên một chút. Yeah. Để mình cố mình giữ được, nếu mà giữ được như thế thì là rất là tốt, và mình hy vọng là nó sẽ tăng dần cái sức khỏe của mình. Nó phải tăng lên, sức khỏe nó tăng lên, tổng thể nó tăng lên thì nó sẽ tự nó làm việc. Cơ nội tạng của mình, lục phủ ngũ tạng nó tự nó làm việc thì là nó khỏe thôi. Dạ. Nhá. Vâng, xin cảm ơn okay. Bác. Chúng ta nghĩ để chia sẻ với mọi người không? Nếu ai mà bị cái bệnh tiểu đường mà muốn huyết áp tiểu đường mỡ máu muốn bấm huyệt thì xin gặp bác Liên. Xin cảm ơn bác Liên, người thầy thuốc đã hết lòng vì bệnh nhân. ok chú đồng ý là chia sẻ với mọi người qua thông tin mạng của anh, không có vấn đề gì phải không, như lần trước không? Ok thì hay là dạ, có phản đối được không? Hôm nay là bao nhiêu? Hôm nay là 19-20 19 20. Hôm nay 20. Hôm nay 20. 20. 20 tháng 6 năm 2024. Vâng. Hôm nay là thứ 5 đúng không? Vâng. Ừ, thế thì tình hình từ hôm mình nghỉ là hôm mùng 7 là hôm cuối cùng đúng không? Mùng 7 là dạ, vâng. À, nghỉ từ mùng 8 đến bắt đầu từ mùng 8. Mùng 8 nghỉ và đến ngày 19. Yeah. Là như vậy là 11 ngày. Vâng. Đúng nhỉ? Hay 12 ngày. Mùng 8, mùng 9, mùng 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 12 ngày. Vâng. Dạ. Yeah. Nghỉ 12 ngày. 12. Vậy chú thử nói xem tình hình trong 12 ngày nghỉ không làm, xem tình hình trong sức khỏe của mình như thế nào. 12 ngày thì nghỉ không có làm thì sức khỏe em tốt nhiều. Ngày nào em cũng đo huyết áp thì huyết áp quay đảm bảo. Ừ. Tức là ở mức độ dưới 40. Ừ. Dưới 140. Dưới 140. Ừ. Như thế là tốt. Ừ. Coi như là về sức khỏe thì coi như là tốt. Thì hàng ngày em vẫn cứ tập thể dục. Buổi sáng dậy tập được khoảng 15-20 phút. Ừ. Xong đó đi làm. Buổi tối thì lại hôm thì đi bộ. Thì hôm thì lại không đi bộ được thì lại tập thể dục nhẹ ở trong nhà, thì tôi em thấy là cái huyết áp nên là đảm bảo được cái huyết áp tốt, và đường trong máu thì em không có đo, không biết là như thế nào, nhưng mà em tin là đường trong máu thì cũng ổn định, nhưng mà cảm thấy là sức khỏe của mình là coi như là ổn định tốt. Ổn định. Mặc dù là coi như là thuốc là không uống, không uống mà cũng không chữa trong 12 ngày qua, vâng, đúng không? Thế thì hôm nay bắt đầu tiếp tục mình lại xem tình hình thế nào. Đấy, thế nhưng mà đấy mình nghỉ nhưng mà mình thấy nó vẫn cứ ổn định, không có vấn đề, thấy sức khỏe nó tốt. Đây chỉ có làm nào để nó khỏe lên nữa, thế là ok. Cảm ơn bác. Ok. Hôm qua là tôi đi khám bệnh cho bác sĩ Tây Y. Thì bác sĩ có lấy máy đo huyết áp, bác sĩ đo như thế là huyết áp thế là 120/70, bác sĩ bảo là nó là tuyệt vời, huyết áp lý tưởng ở cái số đo như vậy. Thế thì bác sĩ hỏi là vẫn uống thuốc đều ngủ không? Bác sĩ bảo cái thuốc bác sĩ cho tôi uống ấy là nó hợp rất là tốt. Nó hợp với lại bản thân cho nên là mới có được cái huyết áp lý tưởng như vậy. Thế mà trong khi đó thì trong khi đó tôi đi bấm huyệt ở đây không dám nói với bác sĩ là đi bấm huyệt. Thế và như thế nào? Đi bấm huyệt thì như thế nào? Từ bao nhiêu lâu và như thế nào? Bấm huyệt như thế là tôi đã bấm như thế là bắt đầu là từ ngày mùng 6 tháng 5 năm 24. Thế và cho đến bây giờ vẫn còn đang tiếp tục bấm. Thế và coi như là cái huyết áp và cái tiểu đường như thế là bây giờ khống chế đây là được cái số đo nó rất là tốt. Như thế là nhờ cái bấm huyệt. Nhưng mà cái việc dùng thuốc cơ. Đấy, không dùng thuốc thì tôi đã bỏ thuốc như thế là ngay là
ngay sau khi là tôi đi bấm huyệt được 2 ngày rồi tôi đã bỏ thuốc rồi, chứ không có uống thuốc nữa. Bỏ hết cái loại thuốc. Nhưng mà đến bác sĩ thì mình cũng nói là mình vẫn uống thuốc. Đấy, cái mà đấy coi như là suốt thế là mình bỏ thuốc, như là cũng mùng từ ngày mùng 6 đi mùng 7 là mình bỏ thuốc huyết áp đúng không? Mùng 9 thì là mình bỏ thuốc tiểu đường. Mỡ máu các thứ phải không? Vâng. Thế mà bây giờ là mùng 10 tháng 7. Vâng. Thế là cũng 2 tháng nay rồi đúng không? Vâng. Yeah. 2 tháng nay là bỏ thuốc. Yeah. Không phải dùng thuốc. Vâng. Mà thấy sức khỏe của mình nó như thế nào? Bây giờ tốt lên rồi. Về tổng thể đấy. Vâng, mọi thứ. Vâng. Chú có thể nói qua tổng thể đấy, thí dụ từng đấy từ trên đầu xuống, nói chung qua các cái thành phần như là tiêu hóa rồi là, hay là hô hấp rồi tuần hoàn rồi là tim mạch này, các thứ đấy, chú có thể nói qua được một chút những cái đấy. Về huyết áp thì đảm bảo tốt. Về đường trong máu thì hiện nay là duy trì được cái lượng như thế, là coi như là đường nó ổn định, trung bình. Cơ quan nội tạng của mình ấy là hoạt động nó tốt nên trung bình, như là tiểu đường ở mức độ tầm cỡ khoảng coi như là từ 90 cho đến 110 khoảng thế. Milligram decilit. Vâng. Thế hệ về cái hệ tiêu hóa đấy, nãy đầu tiên là hệ tiêu hóa thì thấy bây giờ như thế nào? Bây giờ là hệ tiêu hóa là tôi ăn uống là thấy ngon miệng, tốt lên, dạ dày các hoạt động nó tốt. Thế và ăn uống ấy thì ngon miệng, thì bây giờ là tôi thấy sức khỏe của tôi bây giờ nó tốt lên. Về cái hệ bài tiết, đại tiểu tiện đấy, như ví dụ như thế như thế nào, đi tiểu tiện này rồi làm sao, rồi đi đại tiện ra là sao? Về bài tiết ấy thì hiện nay là đi tiểu ngày xưa như thế nào? Đi tiểu là trước đây là cứ phải dậy đêm đi tiểu, thế nhưng mà bây giờ là cứ ngủ một mạch cho đến lúc dậy đi làm, tức là khoảng 4:30-5 giờ sáng là không phải đi tiểu. Thế còn đi đại tiện? Đi đại tiện thì nó cũng là bây giờ là bình thường. Bình thường. Vâng. Thì là không như mọi khi là. Vâng. Mọi khi là nó rất là đông. Cái thời gian mà mình đi đại tiện nó rất là lâu. Và phân nó khô. Thế rồi bây giờ về cái da rẻ của mình như thế nào, mình thấy nó như thế nào? Da rẻ thì bây giờ tức là da nó hồng lên, da rẻ hồng lên, và cái bài tiết của mình mồ hôi thì bắt đầu cũng đã bắt đầu để ra được mồ hôi nhỉ. Nó không ra nhiều nhưng mà như vậy là cái bài tiết qua cái mồ hôi thì bắt đầu là có tiến triển tốt. Thế là cái phần mà mồ hôi chân ngày xưa ra được mồ hôi nhưng lại ra mồ hôi chân. Vâng, ra mồ hôi chân. Một tay. Vâng. Thì bây giờ nó như thế nào? Thì bây giờ là đỡ đi rồi, đỡ đi rất nhiều. Vâng. À. Tức là cơ thể thì không ra, khó ra mồ hôi, vâng, nhưng mà lại cứ ra mồ hôi chân. Vâng. À. Vâng. Mồ hôi chân thì bây giờ tức là nó bị kiềm chế, tức là nó ra rất là ít. Nó lại ít, nên là bây giờ nó hầu như là không ra mồ hôi chân nhưng mà lại bắt đầu ra được mồ hôi cơ thể. Vâng, vâng. Thế còn cái phần mình thấy là bây giờ cái giấc ngủ của mình so với cái xưa nó có khác. Giấc ngủ thì bây giờ là tốt hơn. Tốt hơn. Vâng. Thế tôi đã cái phần bây giờ về cái hô hấp của mình ngày xưa thì chú nói về cái phổi của chú ngày xưa và cái hô hấp ngày xưa và bây giờ nó khác nhau như nào? Bây giờ là trước đây là tôi hút thuốc lá cho đến tức là từ năm khoảng 18-20 tuổi là tôi hút thuốc lá, và cho đến cách đây 7 năm tức là đến 2016 2018 tôi bắt đầu tôi
tôi mới bỏ được. Thế vậy từ người khi mà bác sĩ thì người ta kết luận thế nào về về cái phổi? Trước đây ấy là từ năm 98 ấy là bác sĩ đã nói là phổi tôi có hiện tượng trắng phổi rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ hút thuốc, cứ một ngày một bao thuốc, cho nên là cái phổi của tôi bị yếu. Nhưng mà cho đến bây giờ là tôi đã tập hít thở và tập luyện trong quá trình đấy, thì tôi thấy là bây giờ là tôi hít thở sâu được nhỉ, coi như là về hơi thở nó có chiều hướng tốt lên. Tức là từ khi mà coi như là mình điều trị như thế này thì mình thấy được cái hơi thở mình thay đổi. Vâng. Đấy, tức là mình mới cảm nhận được là trước đây mình thở nó như thế nào và bây giờ mình thở nó nhận ra cái hệ hô hấp của mình là nó cũng đã thay đổi. Vâng. Nó đã thở được sâu hơn đúng không? Vâng, được sâu hơn. Sâu hơn và nó thoải mái hơn. Dạ. Yeah. Ừ. Nếu nhiều người mà không biết thì cứ nghĩ lúc nào nó cũng đều cứ tự nghĩ nó bình thường, nhưng mà thực ra khi mà đến chữa rồi mình mới thấy là cái trước nó như thế nào và sau đó nó thay đổi ra làm sao. Vâng. Tất cả mọi thứ nó đều có thể thay đổi. Dạ. Yeah. Ví dụ như là về cái phần gan ấy, mình chẳng hạn như chú là cái gan cũng rất là có vấn đề, thì bây giờ chú thấy nó có biểu hiện gì khác không trong trong cái vấn đề về gan của mình? Về gan thì tôi thấy là gan thì trước đây cái mắt của tôi ấy, nhỉ, thì nó là đỏ, đỏ mà cái mộng mắt và cái nó kéo lên nhiều, nhưng mà từ khi bấm huyệt thì tôi thấy cái mắt của tôi nó sáng lên, nó tức là cái độ sáng của mắt thì nó tốt lên. Đấy là về gan. Đấy là gan. Gan khai khiếu ra mắt mà. Vâng. Đấy, thì nó thay đổi ngay. Thế còn về sinh lý đấy, ví dụ đây nó về thuộc về thận. Vâng. Thế bây giờ chú thấy nó như thế nào? Về thận thì tôi thấy là nó bài tiết tốt rồi này. Tốt thế, nên mà... và cái sinh lý thì nó có khỏe lên. Vâng. Nó khỏe lên, rõ rệt luôn. Rõ rệt luôn, đúng không? Vâng. Thế trước là thấy nó như thế nào? Trước đây thì nó yếu, hiểu? Mà nó có cái tức là có những lúc mà mình cảm nhận thấy tức là nó không có được như ý mình muốn. Nhưng mà bây giờ thì ok. Bây giờ ok, có khỏe lên, tốt lên. Rõ rệt. Rõ rệt. Đấy, thế là mình thấy tổng thể là mình thấy, thế còn ví dụ như là về cái gân cơ mình thấy nó gân cơ khỏe lên. Vâng, gân cơ khỏe lên, tốt. Nó còn ngày xưa chú nói là khi co cứng đúng không? Nó cũng hay bị chuột rút các thứ phải không? Vâng. Thế rồi bây giờ là tốt lên rồi. Đấy, tức là về gân cơ thì nó cũng thuộc về gan. Thế còn xương khớp đấy thì mình thấy là như thế nào? Cái xương khớp mình có để ý những cái đấy không? Xương khớp ấy thì tôi thấy là trước đây là nó thỉnh thoảng tôi có bị đau đau các khớp. Nhưng bây giờ tức là nó linh hoạt lên, nó tốt lên. Cái tổng thể đó, tổng thể mọi cái tổng là mình thấy là sức khỏe có tốt lên. Ok. Hôm nay là ngày thứ tư. Hôm nay là thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024. Đó là sau 2 2 tháng đấy. Dạ. 2 tháng điều trị. Vâng. Mình thấy là một cái lượng công việc đã như vậy, mình thấy nó thay đổi một cách rất là rõ rệt, phải không? Vâng. Chú thấy phấn khởi không? Dạ. Yeah. Thực sự. Cái phấn khởi yên tâm là bỏ được thuốc nhưng mà nó duy trì được như thế này là ok. Đấy, thế là mình phải kết hợp, mình tập luyện nữa. Phải tập luyện. Vâng. Đấy, vì mình không dùng thuốc thì mình phải, đấy, bây giờ hết chữa trị rồi thì mình phải tập luyện. Chứ bây giờ mình không thể nói bảo là chữa xong là khỏi luôn, là không khỏi, nhưng mình phải giữ. Vâng. Mình giữ bằng hình thức đấy thì là phòng bệnh hơn chữa bệnh, mà mình phải cũng phải là tích cực rèn luyện. Thế nhưng những cái vấn đề mà qua 2 tháng vừa rồi như thế thì bây giờ chú thấy là sức khỏe của chú nó thay đổi. Chú phấn khởi, phải không? Vâng. Chú có muốn là để chia sẻ cho tất cả mọi người được biết về cái tình hình bệnh tình của mình không? Vâng, thì đây là người thật việc thật, hiểu không? Tôi làm như ở chỗ bác Liên như là một người thầy thuốc, mà tôi đến với bác Liên như thế là bây giờ là lần này là lần thứ tư rồi, chứ không phải là một lần đầu, lần thứ tư rồi. Tôi thấy là đây là cái địa chỉ mà đáng tin cậy.
chúng ta có thể gặp bác Liên để bác trị cho những cái bệnh mà về phía Tây y người ta không có thể chữa trị được. Ừ. Thì ok. Ừ. Là chú đồng ý là qua cái trang mạng của anh hả? Ừ. Thông tin qua mạng của anh để cho mọi người biết được. Vâng. Cũng có thể nhiều người ta không biết được thật. Ừ. Ừ. Đấy, cũng rất là quý là chỗ đấy mình chia sẻ được cho với những người người ta cũng bị cái hoàn cảnh như mình đúng không? Vâng. Là nhiều người bị lắm nhưng mà người ta không biết. Ừ. người ta cũng nghi hoặc. Đấy. Còn cái người thực việc thực thì là nó cũng rất là cụ thể và ok. Yeah. Sức khỏe tôi thì bây giờ là tốt như thế là sau như thế là gần 3 tháng chính xác là 51 ngày là hiện nay là sức khỏe là ổn tốt nhiều. Các loại thuốc là bây giờ tôi không có uống nữa, thuốc huyết áp, thuốc mỡ máu và thuốc tiểu đường. Như thế là trong quá trình coi như làm ấy thì coi nó có cái sự thay đổi về số đo của tiểu đường ấy, nhưng mà nó đều nằm ở trong cái khoảng cho phép, không từ bao nhiêu, tức là từ 90 90 95 cho đến coi như là 110 đấy, trong khoảng như thế là ok. Ừ. Hiện nay là tôi là sức khỏe là tốt, sức khỏe là ok rồi, cảm ơn bác Liên. Một người thầy thuốc coi tất cả vì bệnh nhân như thế là ok, cảm ơn bác. Đấy thì bây giờ sau cái quá trình làm như vậy đấy thì chú thấy là cái thay đổi cơ bản đấy là có thấy rõ rệt không? Thay đổi là rõ rệt đấy. Ừ. Vâng. Ừ. Tất cả mọi thứ lại thay đổi. Tất cả đều. Ừ. Thay đổi. Và cái chính là mình không phải uống thuốc là bao nhiêu ngày tất cả rồi. Vâng. Không phải uống thuốc như thế là gần 3 tháng rồi. Gần 3 tháng. Đến mùng mấy là 3 tháng nhỉ? Mùng 6 là 3 tháng. Thì là mùng 7 bắt đầu bỏ thuốc, mùng 7 tháng 5 đúng không? Vâng. Yeah. Mùng 7 tháng 5 bỏ thuốc. Mùng 6 bắt đầu là mùng 7 bắt đầu bỏ thuốc. Uh-huh. Gần 3 tháng. Uh-huh. Vâng. Sắp xỉ 3 tháng không phải dùng thuốc. Không phải dùng thuốc. Mà sức khỏe thì là... Vâng, thì là tốt lên rồi. Uh-huh. Cảm ơn bác. Đấy, thì cái này thì là mình nhất trí là chia sẻ với mọi người qua trang mạng của anh. À. Yeah. Chú đồng ý. À. Vâng. À. Nếu mà đấy có ấy thì để mọi người cũng người ta cũng trong cái tình trạng để người ta biết được là có nên là phải dùng thuốc hay không. À. Vâng.